NBA luôn khiến người hâm mộ phải bất ngờ, trong khi các con dân bóng cam tại Việt Nam vẫn đang say giấc nồng. Bom đã nổ tại thành phố Los Angeles. À, nói bom cũng chẳng đúng lắm bởi thương vụ này không có sự xuất hiện của những ngôi sao hàng đầu NBA, nhưng nó vẫn khiến người ta không khỏi ngỡ ngàng. Theo cây viết Adrian Wojnarowski của ESPN, LA Lakers và Marc Gasol đã chính thức chia tay nhau từ đây. Nửa vàng tím đã đem trung phong người Tây Ban Nha cùng một lượt chọn vòng 2 kỳ draft 2024 và 250.000 đô la Mỹ lên bàn đàm phán với Memphis Grizzlies. Đổi lại, đội bóng từ 17 lần vô địch sẽ mang về Wang Zheling, cầu thủ người Trung Quốc được bầy gấu chọn từ NBA Draft 2016. Trên trang chủ của câu lạc bộ LA Lakers cũng đã có thông báo chính thức cũng như nói lời chia tay với Big Man sinh năm 1985, kết thúc một mùa giải tại Staples Center của Marc Gasol. Trung phong người Tây Ban Nha từng được kỳ vọng rất nhiều khi ban lãnh đạo Lakers mang anh về từ Toronto Raptors. Bản thân của Marc cũng rất muốn tìm kiếm chức vô địch thứ hai tại nửa vàng tím thành phố thiên thần. Thế nhưng mọi thứ không diễn ra như đúng với những gì Lakers lẫn Marc kỳ vọng. Mùa giải vừa qua chứng kiến sự trượt dốc, phong độ thê thảm của Big Man 36 tuổi. 5 điểm mỗi trận cùng 2,1 kiến tạo và 4,1 pha rebound, những thông số nghèo nàn nhất kể từ khi đặt chân vào NBA của cậu em nhà Gasol. Với việc Lakers đem về hai big men là Dwight Howard và DeAndre Jordan, Marc có lẽ cũng biết rằng thời gian của mình tại Staples Center đã cạn. Bản thân anh cũng không còn mặn mà với thành phố Los Angeles nữa. Bên cạnh đó, Memphis Grizzlies cũng dự kiến thanh lý hợp đồng ngay với Marc Gasol khi thương vụ này được hoàn tất và trung phong này có thể ở lại cùng gia đình tại Tây Ban Nha. Đội bóng vùng Tây Nam Hoa Kỳ đang trong quá trình trẻ hóa đội hình, vì vậy chẳng có lý do gì để họ giữ lại một lão tướng đã 36 tuổi cả. Trước đó họ cũng có những động thái tương tự với Rajon Rondo sau khi nhận về cầu thủ này từ Los Angeles Clippers. Quyết định này của bầy gấu xám cũng gần như khép lại sự nghiệp của Marc tại NBA. Thực chất nguyện vọng của trung phong người Tây Ban Nha ở thời điểm hiện tại là trở về quê nhà để thi đấu cho câu lạc bộ Barcelona. Đây là thông tin đã được giới truyền thông đưa ra từ sau thất bại của đội bóng xứ bò tót ở Olympic Tokyo 2020. Và thế là cuộc hành trình đầy chông gai nhưng cũng thật vinh quang của Marc Gasol trên đất Mỹ đã khép lại. Thương vụ này tuy không mang ý nghĩa nhiều về mặt chuyên môn, cũng như sự kết thúc của nó quá chóng vánh, nhưng chắc hẳn để lại trong Marc rất nhiều cảm xúc. Còn nhớ anh được Lakers chọn ở kỳ draft 2007, nhưng sau đó anh được trao đổi sang Memphis Grizzlies, Lakers nhận người anh Marc Gasol. Chính tại Memphis là nơi đã ươm mầm và đưa tài năng của cầu thủ người Tây Ban Nha ra ánh sáng. Giờ đây Marc lại từ LA trở về nơi anh đã bắt đầu, dẫu cũng chỉ là trên giấy tờ thôi. Một danh hiệu cầu thủ phòng ngự xuất sắc nhất năm, hai lần có tên trong đội hình tiêu biểu, 3 mùa dự tuần lễ All-Star và chức nhẫn vô địch cùng Toronto Raptors 2019. Một sự nghiệp đáng mơ ước đối với đời cầu thủ bóng rổ. Còn với LA Lakers, như đã đề cập, việc đẩy đi Marc Gasol giúp họ nhận về một Wang Zheling, một trung phong người Trung Quốc. Hẳn đây là cái tên còn rất xa lạ với nhiều khán giả, được Memphis Grizzlies lựa chọn ở lượt thứ 57 tại kỳ NBA Draft 2016. Nhưng vì nhiều lý do khác nhau, Wang Zheling vẫn chưa một lần được ra sân ở đấu trường NBA. Anh mới chỉ có những ngày tháng chui rèn ở những giải đấu cấp thấp hơn. Wang trở lại giải nhà nghề Trung Quốc CBA và có những năm tháng tuyệt vời trong sự nghiệp tại quê nhà. Trung phong của câu lạc bộ Phúc Kiến hiện đang là một trong những siêu sao sáng giá nhất của bóng rổ đất nước tỷ dân. Mùa 2018-2019, Wang Zheling đạt chỉ số cao nhất sự nghiệp với trung bình 25,7 điểm, 13,9 rebound và 2,3 kiến tạo sau 46 trận ra sân ở CBA, đồng thời nhận danh hiệu MVP năm đó. Với chiều cao 2m13 cùng cân nặng 122kg, Big Man 27 tuổi, thuộc mẫu trung phong cổ điển với lối chơi thiên về sức mạnh. Trong mùa giải vừa qua, tuy câu lạc bộ chủ quản thi đấu không thành công, nhưng bản thân Wang cũng có những màn trình diễn ấn tượng với 18,6 điểm, 10,7 rebound và 1,2 block mỗi trận. Trong màu áo đội tuyển quốc gia, Wang được xem như một trong những trụ cột không thể thiếu tại các đấu trường lớn của đội tuyển Trung Quốc. Wang Zheling góp công không nhỏ vào tấm huy chương vàng của đội nhà tại giải FIBA World Cup 2015, đồng thời giành vị trí tham dự Thế vận hội Rio một năm sau đó. Nhắc đến kỳ Thế vận hội trên đất Brazil, hẳn Wang Zheling vẫn còn ấn tượng với DeAndre Jordan, tân binh khác của Lakers. Trong trận đấu giao hữu giữa đội tuyển Mỹ và Trung Quốc trước thềm Olympic tại Staples Center, Wang đã bị Jordan không ít lần úp rổ lên đầu lên cổ. Át hẳn trong lần tái ngộ này, cả hai sẽ có những phút giây hàn huyên với nhau. Bên cạnh đó, Wang cũng là thành viên của đội tuyển Trung Quốc thi đấu tại NBA Summer League 2018. Thế nhưng vì lý do sức khỏe nên anh không có mặt trong 3 trận thua và 2 trận thắng của đội trong giải đấu năm đó. Ngoài ra, Wang từng cùng đội tuyển quốc gia vô địch ASEAN 2018 được tổ chức tại Indonesia. Với việc mang về một trung phong cổ điển như Wang Zheling, liệu đây lại là nước đi nhằm làm dày hơn hàng trong của Lakers? Mình e rằng là không. Đối với Los Angeles Lakers, đây là một thương vụ không nhằm giải quyết vấn đề về mặt chuyên môn. Việc đẩy đi Marc Gasol sẽ giúp họ tiết kiệm được khoảng 10 triệu đô la Mỹ, bao gồm tiền lương lẫn thuế xa xỉ ở mùa giải 2021-2022.
Hiện tại nhà vô địch năm 2020 không thiếu những big man chất lượng ở khu vực bảng rổ. Cầu thủ đến từ châu Á khó có thể cạnh tranh một vị trí thi đấu với những gã big man kỳ cựu mà nửa vàng tím có trong tay. Trong quá khứ từng có một số cầu thủ Trung Quốc bước chân vào giải nhà nghề Mỹ và đã khẳng định được tên tuổi của mình, cùng với đó là trở thành niềm tự hào của đất nước tỷ dân. Thành công nhất không ai khác ngoài Zhao Ming, cựu sao của Rockets là cầu thủ châu Á hiếm hoi được chọn ở lượt đầu tiên tại một kỳ NBA Draft và được treo áo tại câu lạc bộ sau khi giải nghệ. Zhao cũng là người châu Á đầu tiên được vinh danh tại sảnh danh vọng Naismith và một trong số ít cầu thủ có thể block được Shaquille O'Neal. Thế nhưng Zhao Ming là trường hợp trăm năm có một của bóng rổ Trung Quốc. Các hậu bố của Zhao chưa ai có thể chạm đến những vinh quang của ông dù chỉ là 1/3. Đơn cử như Châu Chỉ, người được Houston Rockets chọn ở vòng 2 kỳ draft 2016 cùng năm với Wang Jialin. Tuy nhiên Châu Chỉ chỉ trụ lại Houston Rockets trong 2 mùa giải với đóng góp vô cùng hạn chế trước khi trở lại CBA. Hey, Abdulrazic, người được Golden State Warriors chọn ở kỳ draft 2018, thế nhưng cầu thủ người Tân Cường chỉ có thể thi đấu tại Summer League. Trước đây, Lakers cũng từng có trong đội hình một big man người Trung Quốc, Zizian Lian, từng là một tài năng của nền bóng rổ Trung Hoa và được kỳ vọng trở thành Zhao Ming 2.0. Trước khi cập bến Staples Center năm 2016, anh từng có nhiều năm thi đấu tại NBA trong màu áo của Milwaukee Bucks, New Jersey Nets, Washington Wizards và Dallas Mavericks. Huấn luyện viên khi đó của Lakers, Luke Walton, đã không tiếc lời khen ngợi tiền phong người Trung Quốc. Huấn luyện viên hiện tại của Sacramento Kings khi đó đã gọi Zian Lian là tay ném tốt nhất mà ông có trong tay. Tuy nhiên thực tế, Zian Lian không được trọng dụng nhiều và chưa có phong độ thật cao ở loạt trận giao hữu vừa qua. Tay ném 28 tuổi có 6 lần ra sân, chơi trung bình mỗi trận 10,7 phút, nhưng chỉ ghi được trung bình 3 điểm, 2,5 pha rebound, đạt tỷ lệ ném chính xác 35% và tỷ lệ ném phạt là 50%. Trước viễn cảnh không mấy sáng sủa, Zian Lian đã có buổi trao đổi với ban lãnh đạo đội bóng và bày tỏ mong muốn được rời Lakers để tìm cơ hội ở một vùng đất khác. Đó là quyết định khá đáng tiếc bởi sau màn trình diễn ấn tượng ở đội tuyển Trung Quốc tại Olympic 2016, anh đã được Lakers ký hợp đồng 1 năm với giá trị cao nhất có thể lên tới 8 triệu đô la Mỹ, kèm theo khoản thưởng ước tính 6,8 triệu đô la khác. Nhưng có lẽ Zian Lian cũng hiểu được rằng thời điểm đó, anh khó có thể cạnh tranh một vị trí trong đội hình tại LA Lakers. Quay trở lại với tân binh Wang Jialin của nửa vàng tím. Bất chấp những thống kê vô cùng ấn tượng trong mùa giải vừa qua, Wang Jialin vẫn sẽ rất khó để thành công ở một giải đấu đầy sức mạnh như NBA. Nhiều khả năng Lakers sẽ đẩy Wang sang một đội bóng khác hoặc chỉ để đó mà không sử dụng. Nếu rơi vào trường hợp thứ hai, có lẽ trung phong người Trung Quốc nên nghĩ đến chuyện trở lại CBA để tránh việc không được trọng dụng. Một thương vụ chóng vánh nhưng cũng đã khiến thị trường chuyển nhượng NBA dao động đôi chút sau những ngày yên ả vừa qua. Mùa giải mới chỉ còn hơn một tháng nữa sẽ khởi tranh, vậy cùng chờ xem những nước đi đào sẽ được các ông lớn tung ra trên thị trường chuyển nhượng trong thời gian sắp tới. Thank you.